với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia Đình Vui Vẻ Hiện Đại. Sáng hôm nay trời hồng hồng, lá xanh xanh. Ăn sáng đi. Ăn sáng chào, thôi. Đứng lại. Có chuyện nghiêm trọng. Nè mọi người rút lui. Lục soát thật kỹ lưỡng. Bắt đầu. Ngưng. Trời, tìm được rồi. Giật tình nghi đã bị tóm cổ rồi. Kính áp tròng của con đó. Thiệt tình mà. Biết là kính áp tròng thường rất thì phải cẩn thận một chút đi chứ. Hey, động một chút là náo loạn cả nhà. Thiệt tình. Thiệt là lãng phí nhân lực. May là chúng ta đều được huấn luyện. Tại mắt của em khô nên dễ bị rớt ra. Khô thì có thể nhỏ nước vô mà. Hoặc bắt chước anh đeo kính có gọng là được rồi chứ gì đâu. Thiệt tình. Nhưng mà có người lại ham làm đẹp. Người hiểu con chỉ có má thôi. Đi rửa đã. Nè, ăn cháo đi, ăn từ từ nóng đó. Chà, sao mặn dữ vậy? Làm gì có, con bỏ có chút muối thôi mà. Wow, đúng là mặn thiệt nha. Nè, con đã bỏ muối rồi. Em đã bỏ muối rồi. Phải đó. Cô ba bỏ rồi, em còn bỏ vô nữa, hèn gì mặn quá trời. Sorry. Lần sau nhớ nếm thử đó. Cái áo này của ai vậy để lộn trong phòng của má? Chà, xấu như vậy chắc chắn không phải của con rồi. Con không có cái áo này. Cũng không phải của em. Hình như của anh ba đó. Anh đâu có mua áo vải nhuộm. Tối qua khi em giặt đồ, thấy áo của anh bị dơ cho nên em đã ngâm áo anh vô thuốc tẩy đó. Không phải chứ. Cái này không phải nhuộm màu mà là bạc màu. Em có ý tốt thôi. Trước khi giặt đồ em phải coi rõ một chút mới được chứ. Bây giờ bị như vậy làm sao mặc ra đường được bây giờ. Xin lỗi. Thôi bỏ đi, cũng đâu phải là mắc lắm đâu. Kẹt một cái là do lộ tặng cho em, khó giải thích gần chết đi à. Còn coi như áo ngủ vậy là không lãng phí. Dùng để lau nhà còn thấy chướng mắt đó. Trời ơi, đừng có nói thêm nữa, ăn mau đi, bị trễ rồi. Ăn mau đi. Cũng may là còn thời gian. Sao kỳ vậy, đồng hồ đeo tay khác với đồng hồ treo. À, con nhớ ra rồi. Tối qua đồng hồ hết pin, con đổi pin xong rồi mà quên chỉnh giờ lại. Hả, vậy bây giờ là mấy giờ? 8 giờ 45 đó. 8 giờ 45. Nè nè nè. Cảm ơn nhiều. Chị Kiều khá thiệt nha, chị S hả? Cái eo của tôi hả, từ 18 tuổi tới giờ vẫn giữ nguyên như vậy. Tôi nói chị lao nhà mà đứng kiểu gì hình chữ S vậy chứ. Nè nè nè, chị Kiều à, sao chị quể quải quá vậy? Như là bị viêm khớp xương hay là phong thấp hả? Tối qua giúp cái ông này ráng khiêng cả đống sách cá ngựa nặng quá đi, cho nên bị đau đó. Wow, sao kem này nhiều kiểu con ốc quá vậy? Ê trời ơi, tối qua ăn xong qua kỳ hầm gà, trong người nóng quá, bây giờ cả người thấy quể quải trong mặt. Rồi, hai vợ chồng không được khỏe, nhất định bị cảm nhiễm chéo rồi. Để cho an toàn, cách ly chúng tôi 10 ngày đi ha, ha vậy nha. Phải đó, vậy nghỉ 10 ngày không ăn lương nha. Trời ơi, sao cô vô lương tâm quá vậy? Hai người đúng là ma giáo, muốn không làm việc ăn lương thì càng vô lương tâm. Yên tâm đi, tôi đã mướn người làm mấy chuyện này hết rồi. Bác Từ, chào ba, chào má. Mỹ à, con làm gì vậy? Lễ mỹ thuật ở đầu đường Chim Dương đó mà. Các quán ăn đều giúp gì quảng cáo. Nè, con không phải là chủ, liên quan gì tới con? Phải rồi, con đâu được trả tiền. Không sao đâu, sẵn con rảnh mà. Không sao hả? Cái con này thiệt đúng là đần độn mà trời ơi. Nè 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 nè, các con đã phân chia công việc chưa? Con và Mỹ phụ trách phát truyền đơn. Con đi giúp. Không được, cô đã quên cô vừa thoa dầu móng tay thủy tinh hay sao? Vậy thì đừng có làm trầy, uổng lắm đó. Phải đó, con phụ trách treo mấy cái đồng hồ trang trí này. Nè, em giúp. Không được, cô quên là hôm nay cô mặc đầm hả? Thì đúng rồi, em leo cao như vậy sẽ bị thiệt thòi đó. Được rồi, tôi phụ trách viết thực đơn cho. Con có thể giúp được. Con? Đúng rồi, không cần khiên giá, con giúp được mà. Được rồi, vậy viết 4 chữ bằng cái giấy này đi ha. Cô ba, dùng viết lông viết thì khó viết lắm. Dùng bút lông mới có khí thế.
Ờ. Cá mực xào ớt, dí đi. Coi, coi nè, biểu còn viết chữ cá mực xào ớt, hai chữ cá mực cũng viết sai nữa. Còn nữa, biểu em viết chữ xào đâu có phải là viết như vậy. Nè nè nhìn đi, chữ ớt viết cũng sai bét luôn rồi kìa, vậy là ý gì đây hả? À, vậy thì em không giúp được rồi. Chút nữa má phải chụp hình quảng cáo rồi. Ê, chụp hình hả? Em rành nhất đó. Không. Tại sao? Dù sao em cũng là minh tinh mà, phải có sức hô hào chứ. Nhưng mà hình tuyên truyền có chủ đề gọi là bà má có giới thiệu. Không lẽ con giống bà má hơn là má hay sao? Nhật à, đây là số áo cô phải mặc thử hả? À, cô thì là hay quá. Được làm một người mẫu, vừa có thể làm đẹp, vừa có thể kiếm tiền. Dạo này là truyền hình không có phim, cho nên mới ra ngoài kiếm thêm. Cái gì đây? Là kiểu gì đây? Cam tím xanh với lại màu lam, nhìn vô thiệt là chói mắt. Sư phụ của phòng mẫu thiệt là quá tệ đó. Tệ nhất không phải là sư phụ của phòng mẫu, đây là ý của nhà thiết kế mà. Sai bét, nhà thiết kế chưa chắc được làm chủ đâu. Việc cuối cùng là do khách quyết định mà. Quyết định cuối cùng lại là của ông chủ. Cái mớ hàng này đi qua Hạ Quy Di mà, màu mè một chút cũng là chuyện bình thường. Ồ, thì ra do anh thiết kế. Đương nhiên. Hàng chi? Có vấn đề gì chứ? Giống y như con người anh vậy đó, nham nhở khó coi. Đúng, người khó coi thì mặc quần áo này vô cũng sẽ khó coi. Ờ, nè nè nè, hai người thi tình hả? Gặp mặt là gây gỗ hả? Tôi không muốn đâu, có người thích gây sự với tôi thôi. Kiếp trước của hai người là kẻ thù hả? Ngày sinh tháng đẻ không hợp đó. Dạng Quế Phi chưa về tới, chừng nào mới chụp hình đi. Nhất định phải chờ cô về mới có thể làm việc. Hay là thử trước đã. Cô hai à, đồ thiết kế vẫn chưa có bàn xong đó. Bây giờ là giờ cơm, tôi không có muốn bàn chuyện cơm. Ok. Như vậy làm phiền cô ăn cơm xong rồi thì tự động lên để mà bàn chuyện nha. Ý anh hai, đi ăn cơm đi. Không ăn đâu, anh ăn cơm hộp được rồi. Tổ Nhi, ăn cơm nha. Tôi cũng không ăn nữa. Hả? Đang chơi thân sao lại trở mặt vậy? Nhất định Tổ Nhi lại bắt anh hai của cô phải gánh tội thay. Hả? Nghĩ coi đi đâu ăn trưa đây. Giao trước không uống trà đâu, đã liên tục 3 ngày rồi. Vậy đi ăn đồ Thái Lan đi. Cũng được, tôi quen biết một chỗ được giảm giá đó. Được đó. Hả? Dạng Quế Phi gọi điện thoại tới nói là đặt bàn uống trà. Hả? Uống trà nữa hả? Chắc đừng có tự nhiên. Giò heo nè, ngon lắm đó. Mấy món này ăn không ngon. Ăn đi. Quá, hát cáo. Tự nhiên đi, chừa hai cái cho tôi là được. À, tôi no rồi, các người chưa đủ thì có gì kêu thêm nha. Tôi đi dặm phấn, các người cứ tính tiền đi ha. Đều là bánh bao với bánh lạp xưởng. Nhìn thấy là no ngay rồi, làm sao mà nuốt trôi. Cổ chỉ thích ăn mấy thứ này thôi. Ăn cơm với cổ là vậy mà. Bộ tưởng tôi không muốn kêu món khác hay sao, nhưng sẽ bị bác bỏ. Thì phải, không những bác bỏ mà còn bị la nữa. Cổ nói một câu cấm thì không ai dám hó hé rồi. Nghĩa là có cường quyền mà không có công lý. Thì bởi vì cổ là cấp trên, cho nên cổ có quyền quyết định thôi. Có quyền quyết định là hay sao? Có phải cổ đãi hay không? Đương nhiên là không phải. Tự hùng tiền mà cũng nghe cổ. Vậy chứ sao, thà đụng chạm tiểu nhân, đừng có đụng chạm ông chủ. Phải đó, cô sẽ trả thù riêng ngay. Trước khi tan sở sẽ giao gì cho cô, khiến cô không thể tan sở cũng không làm được gì cổ. Thì phải, vì uống trà mà bị chửi thiệt là không đáng. Tôi thà bớt ăn lại một chút còn tốt hơn. Không no thì dạng thêm cái bánh thôi, coi như là giảm cân. Nói tóm lại, bây giờ thiệt là kẻ gian đương đầu. Người có quyền thì ngồi trên cao, người không có quyền thì ngồi sang một bên. Chuyện gì? Cái mền bông đâu? Trời, trời nóng nực như vậy, má đã thay cái mền mỏng cho con. Má chưa hỏi ý kiến con. Cả nhà đều thay rồi, lâu nay á, con là người sợ nóng mà. Không phải vấn đề nóng hay không, là vấn đề tự chủ. Hả? Ủa, cô ba ơi, nước táo của con đâu? Ờ, đem xuống tiệm bán hạ giá rồi. Tại sao? Thì con nói chua không có ngon mà, nếu đem bỏ cả thùng thì lãng phí cho nên mới đem bán. Con chỉ nói là không ngon thôi, đâu có nói là không uống. Cứ suy lý ra là vậy mà. Cho dù đem bỏ cũng là do con quyết định chứ không phải là cô. Con thì khiến cô không biết xảy ra chuyện gì luôn đó, khó hiểu quá. Khó hiểu thì thôi. Nè Nhật à, thu cho em rồi nè. Thu cái gì? Trôi nước 10 vạn tấn, em đóng vai em của nữ vai chính mà. Không cần đâu, phim đó quá dài, đã cắt bỏ phần em rồi. Trời ơi, sao không nói sớm vậy? Trước khi thu, sao không chịu hỏi em? Nè, chuyện nhỏ gì cũng hỏi em làm gì? Ở trong nhà, em thì không có địa vị mà. Các
người ai cũng độc hành độc đoán, không hỏi ý kiến của em. Trời, giận hờn cái gì, ai đụng chạm tới con. Nói với cô đi, cô xử cho ha. Cô phải tranh thủ quyền lợi nên có của mình, cô phải có quyền tự chủ. Em muốn nói gì đây? Thì đó, thật ra cuối cùng em muốn nói cái gì vậy hả? Từ nay những chuyện có liên quan đến em thì phải hỏi ý kiến của em trước rồi mới làm. Em phải có quyền quyết định, quyền tự chủ và quyền phủ quyết. Chỉ có vậy thôi sao? Còn tưởng là chuyện lớn lao gì nữa. Thì làm lớn chuyện mà. Em muốn tự chủ hả? Cũng dễ thôi mà. Dễ thôi mà. Tối nay cô ba không có nấu cơm cho con. Con muốn ăn cái gì con nói đi. Con muốn ăn pizza. Cô kêu cho ha. Để con. Điện thoại của Pizza Hut là số mấy? Bấm số 3 là được rồi. Alo, Pizza Hut hả? Giao tới nhà, lấy một cái bánh pizza hải sản lớn. Nè nè nè, con Nhật bị đả kích cái gì vậy hả? Chắc là không có gì đâu, chỉ là giận hờn bậy bạ mà thôi. Để con dùng cách đã đối phó với em Lộ chắc chắn sẽ được mà. Là cách gì? Cứ để nó trở cơn xong sẽ hết thôi. Được rồi, nửa tiếng đồng hồ họ sẽ giao tới đây. Là phiền ha. Không cái gì. Nè, nó hình như không có nói lấy loại dày hay mỏng đó. Má lo là địa chỉ nó cũng nói lộn luôn á. Nó làm việc lơ là, rồi bắt người ta dọn dẹp giùm cho nó. Vậy thì gọi điện thoại xác thực chắc ăn hơn mà. Để tránh tối nay nhịn đói. Tìm pizza hả? Chúng tôi họ Kim vừa kêu bánh pizza, làm ơn lặp lại lần nữa đồ ăn chúng tôi vừa gọi đi. Sao phải lặp lại một lần? Rõ ràng không có tin con mà, còn nói để con làm chủ. Hai, đã cởi lật đạn cả ngày, khiến cho lưng cũng nhức mỏi luôn. Cô thì đỡ rồi, đi cái loại 2 phân. Con lạc đạp của tôi 1 phân, tức khiến tôi bị trượt xuống, xém một chút là bị nát cái mông rồi. Tôi còn thê thảm hơn, đi cả ngày rồi lòng bàn chân cũng phỏng hết luôn rồi. Nếu được giàu có thì đỡ rồi. Có thần đèn kìa, có hy vọng rồi. Có thần đèn, có nghĩa là có thể làm giàu. Anh sợ mau đi. Có thần đèn thì không người nghèo. Muốn cầu nguyện gì thì cứ nói. Thần đèn, thần đèn, tôi muốn làm hoa khôi hương giang có được không? Hoa khôi hương giang không thành vấn đề. Úm bà la, biết. Chà, hay quá nha. Thần đèn à, ta muốn làm hoàng đế. Hoàng đế hả? Không thành vấn đề. Úm bà la, biến. Chà. Ủa, cô này cô muốn cái gì? Tôi muốn tự chủ, tôi phải là người nắm quyền. Không thành vấn đề. Úm bà la, biến. Sao lại như vậy chứ? Cô nói cô muốn làm người bấm đèn mà. Tôi muốn làm người nắm quyền, không phải là bấm đèn. Trời, tôi là thần đèn ù tai, bộ cô không biết hay sao hả? Thì là bất công đó, sao họ lại được tốt như vậy? Cô tưởng tôi tốt hay sao? Tôi không phải là hoa khôi hương giang mà. Là hoa khôi của hương thần. Đừng có bắt cỡ làm gì ấy. Trời, tôi càng thê thảm hơn. Tôi làm hoàng đế, nhưng mà là cửu công hoàng đế nè. Nè nè, mau lên, trời mưa rồi, núp mưa mau lên. Mau lên. Trời ơi, mau lên. Trời mưa mà còn nướng thịt cái gì nữa. Vậy mới gọi là đặc biệt, hôm nay tôi làm chủ đó. Sáng sớm coi báo cáo khí tượng, biết hôm nay trời mưa trời sấm mà. Không chọn ngày khác mà chọn ngày này. Chị này, có tính thử thách thì mới hấp dẫn chứ. Thôi bỏ đi, cứ cho nó chút tự chủ đi mà. Nhưng mà khí tượng Hồng Kông nói sẽ mưa cục bộ đó, nó không chừng một chút sẽ tạnh. Đừng nói nhiều nữa, nướng thịt ăn mau đi. Trời ơi, làm sao mà nướng, không có lò mà. Vì thời gian cấp bách, tôi đã dặn anh hai chuẩn bị xong hết rồi. Đốt lửa đi. Chuyện gì đấy, hào khô làm xưởng, làm sao mà nướng? Muốn có thịt sườn bò bít tết với lại cánh gà hả? Đương nhiên. Mấy thứ đó không có. Hả? Sao lại không được chứ? Hãy ăn được là nướng được mà. Hôm nay con Nhật nó làm chủ, nói nướng mấy thứ này đặc biệt hơn. Phải còn có nghêu xào. Nghêu xào? Thì được ăn thì cứ ăn đi ha. Phải đó, nướng mau đi. Ủa, sao lần chưa có lửa vậy? Sao mà có lửa được, thằng đã bị ướt hết trơn rồi. Bị ướt rồi đốt hoài nó có cháy được đâu. Vậy nghĩa là không được ăn.
Bình tĩnh đi. Tôi nhớ bên kia có nhà nghỉ mát đó. Hả? Cậu muốn làm chủ hả? À, từ 1 tới 13. 1 tới 13 hả? 48. Cô ba, mấy tuổi? Nè, dòng eo, dòng ngực. 28, 42. Có dữ vậy không? Vậy tới rồi, mọi người đang làm gì vậy? À, định mua vé số đó. Nè, đợt này trúng tới 50 mấy triệu đó nha. Phải rồi, mọi người đang chọn số để hùng tiền mua. Em có mua không vậy? Ừ, em không mua chung, phải cho em chọn. Được rồi, kệ nó đi. Nó vốn dĩ thích tự chủ mà. Nếu không mua chung, trúng là không có phần đó biết chưa. Em tự làm chủ có thể mua một vé độc đắc. Nếu như trúng 50 triệu, mình sẽ làm gì đây ta? À, chị muốn ở Bãi Nam lập tức đổi nhà mới. Còn con thì muốn đổi một chiếc xe đua mới. Còn em thì thích làm đẹp nhất, mua một thẩm mỹ viện. Còn anh muốn đổi cấp trên, bà Dạng Quế Phi thấy ghét lắm. Nhật à, con muốn làm gì? Con muốn đổi kịch bản. Sao vậy, bộ cho con đóng mấy cái vai không có lời thoại hả? Lời thoại nhiều ít không thành vấn đề, quan trọng là kịch bản viết phải được hay. Có một nhà biên soạn gọi là Đông Hải Thập Ngũ Lang, kịch bản ông viết thì rất hấp dẫn, diễn viên nào cũng nên đọc qua. Vậy con tự đi tìm ông ta đi. Cô ba, ông đã chết mười mấy năm. Thì ra là cổ nhân hả? Nếu mà có kịch bản chết tay của ông thì hay quá. Nè, hay là em thử lên mạng tìm thử đi, không chừng sẽ có bán đó. Em biết, nhưng mà em không có tiền. À phải đó, tối nay cô không ăn cơm, cô đi coi hồ quán đó. Tối nay con không ăn cơm, đừng có chịu phần cho con. Ờ, Lộ à, muốn đi ăn đồ ý không? Má đi ăn chay. Nhật à, có đi hay không? Thanh đạm con không thích. Vậy hả, vậy thì mạnh ai nó đi ăn đi. Đậu hũ túi thì túi quá đi. 5 đồng một cái đây. Nói gia đình 5 đồng một cái. Nè cô hai ơi, cô ăn đi, ngon lắm đó. Rẻ dữ vậy. Được, tôi lấy kiểu gia đình. Chuối quá. Ngon thiệt. Dạ em nhỏ. Cái viên cây ngon quá. Một sâu cái viên cây. Ờ được. Con cũng ăn cây. Con nít đó, đừng có ăn cây. Con muốn ăn cây. Hơi, tại sao con không biết nghe lời vậy? Con nít thì cũng phải có quyền tự chủ mà. Cho nó tự quyết định đi. Chị ủng hộ em. Vậy con tự lấy cho đã đi. Cây quá, cây quá. Thấy chưa, con nghe lời má mà. Không biết được bao nhiêu chuyện mà dạy hư con nít như vậy. Sao hả? Khổ cổ quá. Kết quả sổ số của vé số đợt thứ 79 là số 1, số 6, 38, 39 coi, coi. À, có số của mình không? Số 49. Xin các vị nghe lại. Lại làm việc từ thiện. Alo, anh ba hả? Cái gì? Trúng số rồi. Thiệt hả? Anh chờ em chút. Alo. Biết rồi anh hai ạ. Đã trúng vậy ba. Anh chờ em chút. Alo, má hả? Biết rồi, đã trúng vậy ba sổ số chứ gì. Má về trễ chút à? Được rồi. Bye. Đau bụng. Đi hết 7 lần. Bụng rụng tay chân. Có nước hay không? Ủa Nhật, sao về sớm quá vậy? Nhật, em Lộ kêu đồ ăn nhiều quá ăn không hết, có đem về nè, em qua đây coi đi. Còn có mấy món đồ ăn chay quý giá bỏ vô tủ lạnh đã. Wow, tối nay được ăn khuya rồi. Các con cũng mua nhiều đồ quá hả? Đương nhiên, giải ba tới mười mấy ngàn, mỗi người 2000 mấy. Đương nhiên phải mua chút đồ để tự thưởng cho mình chứ. Vừa rồi cô đi hết mấy sạp bán đồ cũ, đi hết 2 tiếng mấy. Thôi, má cũng đi dạo thường xá thiệt lâu đó. Vừa rồi đi coi người thiết giáp đúng là qua mắt luôn đó. Con cũng ở lại tiệm đồ điện suốt cả tiếng đồng hồ luôn rồi. Vậy mọi người đều mua được đồ yêu thích của mình. Không phải ngày mai mới lãnh tiền hay sao? Hơi, má sợ hội cá ngựa bay mất hay sao hả? Nhật à, sao con không nói chuyện, mặt mày cứ hầm hầm vậy? Con có được trúng số không đây? Nếu trúng số thì mặt mày đâu có ủ rũ tới như vậy. Nói rất đúng. Coi mặt của cổ kìa, cũng muốn tự làm chủ, bây giờ đã bị thất vọng rồi đó. Nhật à, con đừng có thất vọng. Má đã mua món đồ tặng cho con nè. Trùng hợp vậy hả?
Cô cũng có quà tặng cho con nè. Trùng hợp vậy, anh cũng có nè. Quả nhiên là người nhà, anh cũng có mua về cho em nữa nè. Có phải là thông đồng hay không? Bạn chép tay Đông Hải Thập Ngũ Lang. Không ngờ chúng ta thật là đồng lòng nha. Không cần phải hẹn trước hả? Nếu không thì sao mà trúng được số? Nè, cuốn này 2.800 đó. Chị chứ em mua có 2.500 à? Hai người mua mắc rồi, có 2.300 thôi à? Đâu cần mắc như vậy. Ê, không sao đâu, là của rơi thôi mà. Nè, tuy là thường ngày không cho con làm chủ cũng không có nghĩa là không tốt với con. Chúng ta là người một nhà mà. Đúng là báo chảy ruột mềm. Gì vậy? Nói gì? Trời, em nhận muốn nói là cảm ơn mình thôi chứ có gì đâu. Nó không phải là nói cảm ơn mình. Nó nói là mình ngu đó. Hả? Tại sao? Là sao? Sao lại ngu? Bản chép tay thì chỉ có một bản mà thôi. Sao lại đều cùng mua được một bản như vậy chứ? Hả? Lần công tơ,